Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở quận Bình Thủy của thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình có đến chỗ nhà của anh Dũng nè. Anh có giao lưu với anh em một số gốc mai tàng nằm đất nha. Cây hôm nay là hàng sưu tập của anh từ xưa giờ anh em ơi. Giờ anh công việc nhiều quá đó, không có thời gian sóc nên anh muốn chia lại một số cây cho anh em nào mà có duyên muốn sở hữu đó. Đây. Bên cạnh đó thì anh có một cơ sở sản xuất tủ thần tài anh em, tủ thờ các loại về bên gỗ đó. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với ảnh đi để mình đến tham quan rồi mình giao lưu cùng ảnh. Rồi em xin chào anh Dũng. Dạ, chào anh Thắng. Nói đầu tiên em xin gửi đến cả nhà lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ, sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Dạ, hôm nay em có một cái vườn mai. Vì điều kiện sức khỏe nên hôm nay em muốn giao lưu cùng cả nhà. Dạ. Mong cả nhà thương yêu giúp đỡ em. Rồi. Chân thành cảm ơn. Rồi ok này. Hôm nay anh Dũng giao lưu với anh em là 6 gốc nha anh em. Gốc nào cũng đẹp hết nha. Cái này hàng sưu tầm của anh Dũng từ xưa giờ. Do điều kiện sức khỏe chứ không có thời gian sóc đó, anh chia lại cho anh em. Anh em nào xem hợp nhãn liên hệ trực tiếp với anh Dũng đi để mình sở hữu. Đầu tiên mã số 1 nha. Số 1 này chiều cao khoảng nhiêu anh Dũng? Dạ chiều cao nó cỡ 4 thước á. 4 mét hả anh? Còn cái tán ngang anh Dũng? Tán ngang cỡ 3 mấy à. Rồi, tán cụ ngang. Thể luôn. Tán ngang nó tầm khoảng tầm cái này tầm khoảng 4 mét nha anh em. Tàn thông nha, anh có cắt tỉa đó cho nó tròn cái bộ tàn đó. Cái này bông chuẩn nó khoảng nhiêu cánh anh Dũng? Dạ bông nó từ 6 đến 8 cánh. 6 đến 8 cánh ha. Dạ. Đấy. Khán giả nào tới mình cho model xem bình thường không dạ, anh Dũng? Xem bình thường hết trơn à. Rồi được thì mình giao lưu á. Dạ, được em giao lưu. Rồi. Cây liền lạc nha anh em. Dạ. Mình đo thử thông số có khoảng nhiêu anh Dũng? Dạ. Rồi hoành chuẩn nhiêu anh? 73 luôn. Rồi 73 hoành chuẩn nha. Đâm đo thử cái thốc thân lên khoảng nhiêu anh? Thốc thân là 30. Rồi thốc thân 30. Cái tay cành luôn anh. Tay cành lớn 32. Rồi tay cành lớn 32. Đây. Tàn đẹp nha anh em. Cái này chắc tháng nữa bộ tàn nó bung nó dày nữa. Cây đẹp lắm anh em. Nó lên bộ cũng cân xứng nha. Chi cành bao lực luôn. Rồi anh Dũng ơi, mã số 1 này mình chốt với khán giả là giá dạ, tầm khoảng nhiêu anh? Em xin giao lưu với cả nhà là 170 triệu. Dạ. Bao nhiêu ship 200 km. Rồi ok anh Dũng ơi. Rồi mã số 1 nha anh em, 170 triệu nha. Anh hỗ trợ bao ship cho anh em là 200 km nha. Rồi xem vô form hợp nhãn đó. Liên hệ chốt cây với anh Dũng. Tàn thông một cốt. Như anh? 3 mét rưỡi, giờ tính 3 mét 4 thôi. Rồi, đó là chiều ngang anh mang. Rồi tầm khoảng 3 mét rưỡi nha anh em. Rồi tán ngang 3 mét. Rồi tán ngang 3 mét. Đúng luôn. Đây, cốt cành vào nha anh em. Một phát một từ dưới lên trên. Cây này hoành nhỏ nhưng mà nó chuẩn anh em, đẳng cấp. Bông nó là khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Dũng? Bông nó to lắm, bông chùm á, từ cỡ 8 cánh á, 8 cánh. Rồi. Bông này là anh Thắng ơi. Rồi qua quay cho anh em xem luôn. Đây. Này là 7 cánh nè. Bành kỳ luôn. Bông chà bá luôn nè. Quá tay bông là 343 ngón tay luôn nha anh. Bông bành kỳ luôn. Cây zin nè anh. Dạ, cây zin đó. Rồi quay về dàn xương phía đây cho anh em xem nè. Quá đẹp. Bông vàng hực luôn. Cái này sung lắm nha cả nhà. Đây lá mừng mỡ. Quá đi tượng ao ao ao, cái này sung lắm, từ lúc nuôi tới giờ mấy năm nay nó sung vậy đó. Dạ. Đây cốt cành bên trong rồi nè. Rồi nồi đế đây. Wow. Đế nguyên khối vậy nè. Chảy đều hết. Đây là đế đặc luôn, cứng luôn. Không có trống lô nào hết anh em ơi. Cứng ngắt luôn. Nguyên bên đây nguyên cái bệ luôn nè. Để cám nó ra vậy nè, mặt trên cái này mô ra là còn giữ nữa anh Dũng. Dạ giữ lắm luôn em chồng em lắp lại cho nó mau nở cũ đế đồ này kia. Dạ rồi mình đo thông số luôn anh. Rồi hoành chuẩn là 49 ha, là chuẩn luôn á. Rồi 49 hoành chuẩn đâu mình đo cụ đặt ở trên khoảng nhiêu anh Dũng? Rồi cũ nó là 150 luôn. Rồi một luôn. Một mét rưỡi cụ đặt nha. Cái này nếu mà mình moi ra mình làm đế nó còn hơn nữa nha anh em. Dữ lắm luôn. Rồi cái dạng xương phía đây cho anh em xem nè.
Cây này do qua Tết cái tàn tán cái lá nó chưa có dày không anh em. Này dày dày dần tháng nữa lá nó dày nữa, cây này ok lắm nè. Tàn thông một cốt. Nhỏ nhưng mà đẳng cấp nha. Rồi, thoát thân 26. Rồi, tay cành 24. Rồi số 2 này mình chốt giá với khán giả nhiêu anh Dũng? Dạ, cây số 2 em chốt giá 99 triệu bao ship 200 km. Rồi, 99 triệu nha anh em, bao ship 200 km. Rồi, tiếp theo mã số 3, cây này form cao nha anh em. Mình đo chiều cao cụ thể lên. Một cốt đi lên, tàn thông. Rồi, 3m6, mình đo thử tán ngang luôn anh. Rồi, tán ngang 2m4. Cái này bông chuẩn là khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Dũng? Dạ, bông chuẩn từ 6 đến 8 cánh. Rồi, 6 đến 8 cánh. Đây. Rồi, vô nhẹ cho anh em xem nồi đế đó. Nồi đế khủng long. Wow. Hết hồn. Cây này nó bung da, nó đang lên xù hết nè. Lên xù mạnh này nha. Cây này tương lai là nó bít mình luôn em ơi. Mấy cái nách nó gã hết trơn nè. Nhiều lắm. Cây đang sung nha. Bông zin đẹp. Đế là không có trống lâu nào hết nha nè. Đặc khừ luôn. Rồi mình đã thử thông số có khoảng nhiêu anh Dũng? Nào đó. Cái này là 58 ha. Rồi, 58 chuẩn. Cũng lạc này cũng lạc. Rồi 83, mình đo tổng thể đồ đế luôn anh. Rồi 1m rưỡi. Rồi thoát thân 55. Rồi số 3 này mình chốt giá nhiêu anh Dũng? Dạ, cây số 3 chốt giá là 120 triệu bao ship 200 km. Rồi 120 triệu mã số 3 nha anh em, bao ship 200 km. Học từ trong thân nè. Tàn dù nha. Cây này nhỏ mà đẹp quá anh em. Mới vô thấy kết liền, thích quá. 2m3. Rồi 2m3 còn tán ngang anh. Rồi tán ngang 2m8. Bộ tàn là không có đường nào mà chê cho anh em. Nó tròn quay luôn. Đặc biệt là nó đang dù mỗi nó một cốt nữa nha anh em. Một cốt đi lên, gõ nét luôn. Đẹp lắm nha cả nhà. Không có đường nào mà bàn cãi nữa. Cây này chỉ bàn về giá thôi anh em ơi. Tại nó chuẩn hết rồi. Thân tàn đế. Bông chuẩn là khoảng bao nhiêu vậy anh Dũng? Từ nó trung bình nó cỡ 8 đến 10 cánh. Dạ. Mà nó mọc ở trong thân luôn. Rồi. Cây này chơi xứng đáng đồng tiền nha anh em. Dạ. Này, nó dàn xương nè. Cây liền lạc không có vết thẹo nữa hết. Đế là bao đế nha. Bao đế. Khi có tiền mà kiếm cây này nó kiếm cây vậy nó cũng khó lắm anh em. Tiền dễ kiếm mà cây đẹp kiếm không cần lắm. Đây. Quá xa bộ tàn. Rồi nhẹ nhẹ vô cho anh em xem nồi đế nè. Nè, ảnh chưa có làm đế gì hết chứ nha. Cái mặt trên thôi vậy nè. Cũ nở. Đế bung đều hết. Đây. Quá đẹp. Rồi mình đòi thông số luôn anh Dũng ơi. Rồi quanh vị trí này là 49. Rồi 49 quanh chuẩn. Nở. Nở được 62. Rồi 62. Rồi tổng đế 150 luôn. Rồi nồi đế đặt là 150 nha anh em. Đế này không còn cần làm nữa anh em ơi. Như đó là chơi là quá ok rồi. Thoát thân là 30. Mình là mình thích cái form tàn dù vậy nè anh em. Lửng lửng vậy nè. Thường thường tàn dù nó ít có hiếm có cây nó một cốt luôn nè. Mà cây này nó đủ yếu tố luôn nha. Một cốt thẳng luôn. Xương tàn là không có đường phản luôn. Nó đâu có cành đại diện cho anh Mau. Đâu mình đo luôn anh Mau ơi. Cho khán giả người ta xem luôn cho nó dễ. Rồi 23. Rồi mình chốt với khán giả cây này là khoảng bao nhiêu anh Dũng? Cây này em chốt với cả nhà là cây số 4 100 triệu. Dạ. Bao ship 200 km. Rồi anh em bỏ ra 100 triệu anh em chơi cây này là không ổn nha anh em. Đẳng cấp nha.
Rồi xem đó, mình thấy vô phơm đó, liên hệ anh Dũng để chốt liền cái này nè. Theo anh em ơi, mã số 5 là cũng một cây tàn dù luôn nha anh em. Đây, chiều cao nãy anh có đo là mà 2m6 nha, còn tán ngang là tầm khoảng 2m8 nha. Hồi đó mua chủ nhà là chồng là hai anh em đó. Dạ, cái này chơi chơi một cặp nha anh em, có cặp có đôi. Cái bông nó là khoảng nhiêu cánh vậy anh Dũng? 8 tới 10 cánh, nó giống như cây bản vậy đó. Dạ, cũng 8 10 luôn anh. Của nó mà. Rồi đi mặt phía này cho anh em. Từ trong thân. Cặp này thì quạnh không có lớn mà nó chuẩn nha anh em. Rồi vô quay nhẹ cho anh em xem cái dạng xương bên trong đó. Đây. Wow. Xương kích dịch luôn. Đế là nói chung là cái lô mai này là đế, là bao đế đẹp. Một cốt gõ nét nhìn xương nè. Hàng đáng sưu tầm. Rồi mình đo thông số luôn chúng. Đế bung đều hết nha. Này hơi nhỏ chứ, hoành 43. Rồi 43 hoành. Tổng mình đế này chắc hơn 150 rồi. Khoảng 178. Rồi nồi đế anh áo nhẹ trên là khoảng 1m7m8 nha nè. Cốt thân là được 30. Rồi cốt cành là 20. Rồi cốt cành 20. Đế bao lực luôn. Dàn xương là khách dịch luôn à. Rồi. Đây, anh em chơi chắc chơi một cặp anh em ơi. 4 năm mà chơi chơi luôn nha. Về để trước nhà đó, lên cái bồn cao cao nó chơi xứng đáng đồng tiền. Rồi số 5 này chốt giá nhiêu anh? Dạ cây số 5 anh xin giao lưu với cả nhà là 45 triệu, bao ship 200 km. Rồi anh em nào mà thích quá mà kết một cặp này mình có cái giá tốt không anh Dũng? Dạ, dạ có, cũng bớt chút định cho anh em. Rồi ok anh ơi. Một cây bay nè, tự nhiên luôn nha, thân lắc lượng. Rồi anh áo thử chiều cao tán ngang cho anh em hình dung. Rồi 2m8. Cây này dáng đẹp quá anh em. Nguyên bản luôn. Rồi tán ngang là 3m rưỡi. Rồi tán ngang 3m rưỡi. Cái này bông chuẩn là khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Dũng? Từ 6 đến 8 cánh, bông bự lắm. Nó có cái bông nè. Rồi 6 đến 8 cánh. Đây, cái này dàn xương anh có vô dây định hình nữa nè. Này em vô được mấy nước rồi anh Dũng? Dạ nước thứ 2 à. Thứ 2 à. Dạ. Dán bài một cốt gõ nét đi lên nha anh em. Phơm này vậy nè, phối cảnh đó, đẹp lắm nè. Đây mặt bên đây. Bông là 8 cánh nha. Bông đẹp. Thân lắc lượng. Đế là hết hồn. Rồi đế đây. Qua. Ốc nổi nha. Chưa có màu da nha cả nhà, còn dưới nữa. Còn đây nè, cái cọng rễ mà để cái bàn tay. Trời luôn. Trời luôn mà. Rồi mình đã thông số luôn anh Dũng ơi. Cây liền lạc cho em có mấy cái thẹo này xử lý hết trơn rồi ha anh Dũng. Dạ, xử lý hết trơn rồi. Sao mới rồi? Em nuôi em kỹ dữ lắm. Hoành là 64. Rồi, 64 hoành. Chặt xuống nó nở nạt á, cũng nạt. Là được 97. Rồi, 97. Tổng mình đế có gần 200. Rồi, 2m. Đâu mình đo thoát thân lên đó khoảng nhiêu anh Dũng? Tới chân cành đó. 85. Rồi, 85. Ok anh ơi. Rồi từ xa cho anh em xem lại một chồng nữa nha. Rồi 28. Cốt cành. Dán bay đế khủng. Rồi mình chốt giá với khán giả nhiêu anh Dũng? 6 này em xin giao lưu với cả nhà là 130 triệu. Bao ship 200 km. Rồi 130 triệu nha anh em. Bao ship 200 km. Kết thúc video mình có đổi lời gửi khán giả không anh Dũng? Cây số 6 cũng là cây cuối clip. Thì em xin cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian quý báu mình để xem cái video của em. Cả nhà thích cây nào thì liên hệ. Rồi video nó cũng dài các bạn ơi. Mình xin kết thúc tại đây. Nãy giờ mình có quay 6 cây mai của anh Dũng đó. Anh em xem mà thích cây nào đó. Giá cả đã báo công khai trong video nha anh em. Liên hệ trực tiếp với anh Dũng đây để mình sở hữu. Số điện thoại anh Dũng mình để trên phần tiêu đề video nha anh em.